Em xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh kiếm tiền của em. Cách đây khoảng vài hôm trước á, em có chia sẻ anh chị mình chúng ta tham gia một cái kèo Europe, đó chính là Twitter Scan, dự án huy động được hơn 4.600.000 đô từ các đối tác như là sàn OKX, sàn Hobby, sàn Made Good Bond. Và theo thông tin em biết được là ngày hôm nay họ đã cho chúng ta làm cái đồng TS token. Và cũng là ngày hôm nay có thể là list trên một số cái sàn như là Bybit hay là OKX hay là Huobi hay là Made Good Bond luôn anh chị nha. Rồi đó là thông tin mới. Bây giờ chúng ta sẽ vào Twitter, em sẽ cập nhật thêm một số thông tin cho anh chị nắm. Cái kênh chính thức, cái dự án là Twitter Scan hôm bữa chúng ta làm đó chính là cái dự án này Metacan Pro anh chị nha. Anh chị nắm nha anh chị, là cái này. Nhưng á, cái kênh tức là cái chính thức để chúng ta làm cái đồng TS nó là một cái kênh khác nha. Tức là cái này nó có con chat luôn, và con chat của nó chạy trên cái mạng là BNB Smart Chain, tức là BEP20 đấy ha. Tức là hôm bữa chúng ta tham gia cái kẹp Twitter Can rồi, thì hôm nay chúng ta sẽ làm được cái đồng TS. Và cái kênh chính thức của cái đồng TS nó chính là cái này nè. Kênh này thì anh chị kéo lên đây chúng ta có thể cập nhật thêm một số thông tin ha. Đây nè anh chị, có rất là nhiều. Và hiện tại cái vấn đề mà làm Europe á, hầu như là người ta làm rất là nhiều, nên là thường á, là chúng ta sẽ làm không được, lý do nó lắc, chúng ta phải chờ một thời gian khoảng 5 đến 10 phút đó, chúng ta làm mới được nha anh chị. Ở đây họ chỉ sử dụng duy nhất một cái contract này. Rồi bây giờ á, cái cách chúng ta làm thì chúng ta làm sao anh chị? Hôm bữa đăng ký rồi đúng không ạ? Chúng ta bây giờ chúng ta sẽ làm như sao nào? Thì đầu tiên á, anh chị sẽ nhấp vào cái link đăng ký em để dưới phần mô tả nha. Anh chị nhấp vào cái link đăng ký em để dưới phần mô tả. Tức là cái link này là cái link để chúng ta làm nha. Chúng ta làm cái đồng TS nè. Sau đó anh chị nhấp vào cho em cái mục là ba chấm tròn phía trên bên phải. Chúng ta chọn mở trong cái chrome. Sau đó anh chị sao chép cái này nè. Sau đó anh chị nhấp vào cái thanh công cụ ở trên nha. Nhấp vào cái thanh công cụ ở trên. Chúng ta sao chép. Hoặc là anh chị lấy cái link mà chúng ta làm á, ở trong các nhóm cộng đồng Telegram, Facebook hay là trên Zalo của em nha. Sau đó mình sẽ vào trong cái ví MetaMask. Thì hôm bữa chúng ta đăng ký bằng cái ví nào, chúng ta liên kết cái ví MetaMask nào á, thì chúng ta sẽ vào lại cái ví đó nha anh chị. Em sẽ mở cái ví ra nha. MetaMask mở nó tương đối là nó hơi lâu anh chị. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào cái ví MetaMask. Thì hôm bữa chúng ta liên kết ví nào thì chúng ta vào ví đó nha. Và em nhắc lại, trong một ví chúng ta có thể tạo được nhiều tài khoản, đó là anh chị phải check lại xem là chúng ta tạo cái tài khoản nào nữa. Hôm bữa là em tạo cái tài khoản là A01. Bây giờ em sẽ chọn này ha. Đó. Và nó chúng ta phải để trên cái mạng BNB Smart Chain luôn ha. Sau đó anh chị sẽ nhấp vào cái biểu tượng là phía bên phải mũi tên lên xuống ở giữa màn hình nè. Biểu tượng đây nè, trang web đấy. Ở đây này chúng ta sẽ nhấp một cái số 4 hoặc là nhấp một cái số dấu cộng nha, nhấp vào để mình mở một cái tab mới. Anh chị nhấp vào dấu cộng nè. Đôi lúc nó cũng bị lỗi như thế này, chúng ta sẽ xóa nó anh chị. Nhấp vào dấu cộng tiếp. Đó. Rồi, chúng ta sẽ dán cái link nãy chúng ta sao chép nè. Chúng ta enter nè. Đó, nó sẽ ra được như thế này nha. Bước tiếp theo á là ở đây nè, anh chị sẽ nhấp vào cái mục là zone Telegram ha, chúng ta nhấp vào đây. Đó, hoặc là chúng ta không cần cũng được, mà lát chúng ta sẽ vào bên cái Google nó sẽ dễ hơn. Ở đây có cái mục là connect với lát, chúng ta nhấp vào đây cho em. Mình sẽ chọn cho em là cái ví MetaMask nha. Nè, chúng ta chọn kết nối này. Vậy là các em đã kết nối xong rồi. Bây giờ chúng ta chờ. Anh chị thấy ở đây nó có cái mục LAM Europe, chúng ta nhấp vào LAM nha. Đó, họ để là Re-blocking and Continue. Đó, bạn đăng nhập và tiếp tục ha. Kéo lên.
Ở đây á, chúng ta cần là nhập vào cái Twitter, cái ID của cái Twitter của chúng ta để xem khớp hay không đó. Bây giờ anh chị vào trong cái Twitter lại cho em nha. Sau đó anh chị vào cái hình người phía trên bên trái nè. Ở dưới á, chúng ta thấy ở phía dưới của mình á, của em là A cộng Hùng Tỉnh 1993. Còn của anh chị á, nó đặt, chúng ta đặt như thế nào thì chúng ta sẽ lấy như thế đó nha. Của em là Hùng Tỉnh 1993. Sau đó chúng ta vào đây nè. Dán vào cho em ha. Rồi anh chị nhấp vào Submit nha. Để em thêm dấu ở cộng phía trước xem sao. Rồi. Có thể là quá nhiều người sử dụng anh chị, là nó bị lỗi. Biết lắm mà, anh chị thấy này. Hiện tại họ thông báo là có quá nhiều người tham gia hàng đợi truy vấn API Twitter bị tắc nghẽn, vui lòng thử lại. Tức là sao? Hiện tại là nó đang bị lỗi nha. Nên là cái việc chúng ta làm nó sẽ rất là lâu và nó rất là chậm. Rồi, chúng ta sẽ quay trở lại. Lót cái trang lại anh chị. Chúng ta vào lại nha anh chị nha. Đây. Rồi, dán lại làm một lần nữa nè anh chị. Quá nhiều người nên là lỗi là bình thường thôi. Làm error nè. Rồi nhập cái username của chúng ta ha. Rồi, thì anh chị chờ, chúng ta rảnh rảnh chúng ta vào đây nè anh chị, chúng ta nhấp vào submit ha. Khi anh chị sắp submit ok á, thì chúng ta sẽ qua một bước nữa, tức là chúng ta sẽ làm được cái đồng TS của chúng ta. Bây giờ á, thì chúng ta tạm thời chúng ta chờ đợi đúng không? Anh chị sẽ nhấp vào cái biểu tượng quý phía dưới bên trái nè. Sau đó anh chị sẽ lấy cái con trách này em cũng sẽ để dưới phần mô tả ha. Đó chính là con trách của cái đồng TS luôn nè. Rồi, chúng ta vào đây, cái ví. Chúng ta nhớ để cho em là cái mạng BB Smart Chain ha. Nhấp vào cái mục nhập token nè. Sau đó chúng ta nhấp vào cái mục nhập ở đây ha. Chúng ta dán cái contract nó vào giùm em. Rồi, không thể thấy thì chúng ta sẽ nhấp vào cái mục là token tùy chỉnh nè. Sau đó chúng ta dán cái địa chỉ token vào. Cái hệ token này chúng ta gõ hai cái, nó sẽ ra ha. Chọn nhập hai lần. Vậy là em đã thêm vào cái đồng TS rồi, anh chị thấy không ạ? Đó. Gánh gánh vào anh chị ha. Tại số lượng quá nhiều. Rồi, cơ bản là như vậy, các bước là như vậy, anh chị chúng ta có thể tranh thủ chúng ta vào ha. Em thì hiện tại làm chưa được luôn. Rồi, chúng ta quay trở lại cái đây. Đó, anh chị nhấp vào John Telegram nó sẽ ra như thế này nha. Nào, phía trên có cái mục là John Telegram nè. Chúng ta có thể join vào đây để chúng ta đọc thêm thông tin của dự án anh chị. Rồi, cơ bản là như vậy nha anh chị nha. Cái kèo này thì khi nào nó lít sàn thì em sẽ làm tiếp cho anh chị chúng ta nắm. Ở đây anh chị cũng có thể là nhập cái email ha. Rồi, em xin kết thúc video nha anh chị.